triệu dân cũng có thể địch lại vạn quân đó. Ngài là Lữ Bố có phải không? Ngươi là ai vậy? Thế nào, ngài không nhận ra tại hạ sao? Là Trần Cung có đúng không? Đúng vậy. Tại sao Lữ tướng quân lại rơi vào cảnh ngộ thế này? Điều thiện của ta đã bỏ đi rồi. Tướng quân, ngài vốn là một nam tử hán lực danh thiên hạ mà. Ý của người là sao? Nếu như tại hạ bị nữ nhi phụ bạc, thì tại hạ sẽ dốc hết sức để xây dựng cơ nghiệp, để cho họ phải hối tiếc. Ngươi không theo Tào Tháo sao? Đúng. Ai đã sai nhà ngươi tới gặp ta? Từ trước tới giờ tại hạ vẫn nghĩ rằng tướng quân là đại anh hùng, nhưng không ngờ ngài là một người không có chí lớn, chỉ biết cam phận ăn nhờ ở đậu. Lẽ nào chỉ vì chuyện nữ nhi thường tình mà trở nên suy sụp như thế này? Tướng quân hãy đi theo tại hạ, tại hạ sẽ tặng cho ngài một địa phận lớn. Hả? Người đang nói thật đó chứ? Tào Tháo đã huy động toàn quân đi dây đánh Từ Châu rồi. Nếu như tướng quân tập kích vào Duyễn Châu thì Tào Tháo không thể nào trở tay kịp. Khi chiếm được Duyễn Châu rồi thì tiếp tục chiêu binh tha hồ tung hoành, ai dám không phục chứ? Ngài từng cứu Tào Tháo, nhưng sao giờ lại trở mặt chứ? Bởi vì sau khi tại hạ cứu mạng hắn thì mới biết hắn là một kẻ nham hiểm. Chủ công, Trần Cung tiên sinh nói đúng đó. Ngài đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy theo huynh đệ ta cùng chung tay xây dựng đại nghiệp. Được, ta đồng ý đồng tâm hiệp lực với huynh. Huynh đệ ta sẽ cùng nhau gây dựng đại nghiệp, để cho con yêu tinh Điêu Thiên phải hối hận. Nhị đệ tam đệ đóng quân ở ngoài thành, còn ta và Tử Long sẽ đánh trận đầu, rõ chưa? Phải mở đường đưa lương thảo vào Từ Châu. Đại ca, cho đệ đánh trận đầu đi. Bỗng Dung tướng quân đang đợi huynh đó, huynh hãy ở đây chỉ huy để Tử Long cùng đi với đệ là được rồi. Đệ nghe cho rõ đây, phải bảo vệ ngoài thành cẩn thận, cấm tự ý xuất binh. Có Thượng Sơn Kiều Tử Long ta, ngươi hãy xem đi.
cháu à? Cháu hãy mang tới cho mấy binh sĩ bị thương ăn đi. Họ ở bên kia kìa. Đại nhân ăn đi, cả ba ngày nay nhà chú ăn gì rồi? Đây không phải là kế sách lâu dài. Sớm muộn gì Từ Châu cũng rơi vào tay Tào Tháo. Các người mau trói ta lại rồi giao cho Tào Tháo đi. Tào quân, Tào quân đã bỏ chạy hết rồi. Tốt lắm, mau mở cổng thành nhanh lên. Lưu Bị bái kiến đại nhân. Đã mấy ngày nay Từ Châu ở trong tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng tướng quân vẫn bất chấp nguy hiểm tới cứu viện. Ta xin đa tạ đại nhân. Nếu không có tướng quân tới đây cứu viện thì chắc Từ Châu đã bị mất rồi. Coi kìa đại nhân, ngài đã quá lời rồi. Ta kẻ nói Lưu tướng quân chính là hậu vệ của Trung Sơn Tịnh Dương Hán Thất. Lưu Bị đây bất tài, thật hổ thẹn với tổ tiên. Xin đại tướng quân thay lão tiếp quản Từ Châu. Kìa đại nhân, tại hạ không dám nhận lời. Thời buổi loạn lạc, Từ Châu đã trở thành một miếng mồi ngon đối với các chư hầu. Vì Lưu tướng quân là hậu vệ của hoàng tộc nên phải phục hưng Hán Thất. Đa tạ đại nhân đã xem trọng Lưu Bị này. Đại nhân, xin đại nhân đừng hiểu lầm, Lưu Bị này không hề có ý định nắm giữ Từ Châu đâu. Cả thiên hạ này đều biết lão phu không nói hai lời. Xin tướng quân cứ yên tâm, sau khi giao lại đại ân này cho tướng quân thì lão phu sẽ rời khỏi Từ Châu ngay. Kìa Đào đại nhân, ngài đã hiểu lầm rồi. Chắc thấy Từ Châu cũng sắp mất rồi nên tướng quân không đồng ý tiếp nhận thì cũng là lẽ thường tình thôi. Cho truyền lệnh ta chuẩn bị xuất binh. Bây giờ lão phu ta chỉ còn cách là phải dựa vào chính mình mà thôi. Đại nhân, Lưu Bị chấp nhận hy sinh để bảo vệ Từ Châu, nhưng mong đại nhân hiểu cho, Lưu Bị không thể nào nhận đại ấn của ngài được. Xin ngài hãy lượng thứ cho. Xin Lưu tướng quân hãy đứng lên đi. Lão thấy tướng quân là một người trọng nghĩa, quả là lão phu ta đã không nhìn lầm người mà. Địch quân bao vây tứ phía, tình hình bây giờ hết sức nguy cấp. Hãy để Lưu Bị viết thơ cho Tào Tháo xem thử thế nào. Phải phòng bị cho thật kỹ, coi chừng sẽ bị tập kích. Các người rõ chưa? Tướng lĩnh! Chủ công, tình hình đang rất khó khăn. Hiện giờ Duyện Châu đã bị trống rỗng rồi. Nếu Duyện Châu bị kẻ khác đánh chiếm thì chúng ta sẽ không còn đường để thoát thân đâu, chủ công. Lưu Bị, Khổng Dung và Đào Khiêm đã liên kết lại lập ra tam quân, nó sẽ bất lợi cho chúng ta. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải thu dọn cho sạch sẽ. Chủ công, không thể xem thường Lưu Bị được. Hay là chủ công tìm cách chiêu mộ ông ấy đi. Nhưng ông ta không đặt tâm huyết vào chuyện này. Chủ công, sứ giả của Lưu Bị gửi cho ngài. Tên đại tặc Lưu Bị, ta không bao giờ tha chết cho ngươi đâu. Lưu Bị là cái thá gì chứ, dám kêu ta lưu binh sao? Người đâu, chém đầu sứ giả rồi đem thủ cấp trả cho Lưu Bị. Nghe rõ chưa? Chủ công, đôi bên giao chiến tuyệt đối không được giết sứ giả. Chúng ta cứ giả vờ như chấp nhận mọi yêu cầu của hắn, cho đến khi hắn khinh suất thì bất ngờ tập kích. Đến lúc đó chúng ta sẽ chiếm được Từ Châu. Người đâu, đem bút mật ra đây cho ta. Chủ công, Diễn Châu đã thất thủ rồi. Hả? Là Lữ Bố sao? Thank you.
gì còn sóng lớn. Ngàn mây vẫn bay, sóng trào vẫn cuốn. Anh hùng cái thế vẫn chiến tranh dài. Một cõi ái quan, mai binh phục tứ hương. Bão dông xa trường, ngược dòng sông pha. Đào viên lúc xưa, chung lời thề ước. Chân trở hiện sư, vẫn nhớ năm nào. Từng giọt máu thiêng, thấm chung một cõi. Tang thương dẫu là ân tình không lay. Gió bụi xa trường vẫn bên gan, sông sâu nước trôi trôi về đâu. Hỡi ngàn sao trời có ai biết được, viễn chinh muôn trùng nuôi chí lớn. Ước mộng thái bình cho ngày sau, danh hiển vinh còn để chi. Biển rộng sông dài tháng năm vỗ bề, viên chinh muôn trùng nuôi chí lớn. Mãi ngàn năm gió bụi xa trường vẫn bên gan, sông sâu nước trôi trôi về đâu. Hai ngàn sao trời có ai biết được, thiên trình.